Loạt công nghệ trẻ hóa, xóa nhăn, nâng cơ đang được săn đón tại Mỹ, Đức, nay đã có mặt tại Việt Nam. Hệ thống nâng cơ, xóa nhăn đến từ châu Âu, Sonodum H10, công nghệ 3D RF tái tạo làn da hoàn hảo, Endymion Pro. Công nghệ ngăn cản sự lão hóa da, LDM Smart. Xóa nhăn mặt cổ và body, cải thiện màu da, cực kỳ an toàn, kiến tạo vẻ đẹp không cần phẫu thuật, đánh bay tuổi tác không thời gian nghỉ dưỡng. Đẹp sau một lần thực hiện khi đến với viện thẩm mỹ Thảo Luxury.